Nè, cuối cùng thì hôm qua em gái của tôi cũng... em Yoshie hả? Phải đó, nó đã sinh đứa con thứ ba an toàn rồi. Vậy thì tốt quá rồi ha. Vậy là cha mẹ cô cũng yên tâm rồi còn gì nữa. Chúc một ngày vui vẻ nha. Ngày mới vui vẻ. Wow, cô Ozano công nhận lúc nào nhìn cũng đẹp và dịu dàng hết ha. Với lại còn lễ phép nữa chứ. Sở thích cô ấy là đọc sách đó nha. Chắc là cổ hay vừa uống trà thảo mộc vừa đọc mấy tác phẩm văn học đó ha. À, chút xíu nữa là bé Natsumi đi học về có đúng không cô? Đúng rồi hả, tôi gặp lại sau nha. Em gặp chị sao với Kiko? Thôi tôi cũng đi mua đồ đây, gặp lại cô sau nha. Dạ chào chị. Hay là bây giờ mình cũng đọc sách để tiếp thu thêm nhiều kiến thức ta. Biết đâu mình sẽ đẹp hơn bây giờ rồi trở thành người vợ hiền chuẩn mực luôn. Được rồi, phải đọc sách thôi. Xem nào, trước tiên là phải bắt đầu từ những cuốn sách nào hay hay đã. Hôm nay hiệu sách khuyến mãi, tiểu thuyết lãng mạn dành cho những người vợ tập 1, Chiếc giường xếp ở thành phố Marseille. Cuốn này có vẻ hay đây. Bây giờ mình đọc sách đây. Để xem. Cơn mưa thành phố Marseille cuối cùng cũng tạnh. Chiếc dù vừa được xếp lại thì khuôn mặt xinh đẹp của một cô gái hiện ra. Tên cô ấy là Gladine. Gladine chớp đôi mắt trong thật buồn. Lan Lan. Hả? Thì mà tiền mẹ nữa, toàn phá mẹ không à. Có gì ăn không mẹ? Đây nè. Dạ, là bánh nướng gì tỏi hả? Đã nghe được giọng nói ấm áp của một chàng trai. Em có chiếc dù nhìn đẹp quá. Tên của anh ấy là Castanet. Chỉ cần nhìn dáng vẻ của anh ấy thôi thì trái tim của Clarine đã đập loạn nhịp rồi. Gì vậy? Sao mẹ lại nhìn con chằm chằm vậy mẹ? Bởi mẹ thèm đó. Cho con luôn chứ ở đó mà thèm. Toàn là quấy rối không à, không thể đọc sách được. Có biết là con ăn bánh nướng ồn ào lắm không hả? Nè, bánh nướng kia. Hãy giữ im lặng đi nghe kìa. Là tại con đó. Vậy thì con sẽ ăn lẹ bây giờ. Mẹ đợi chút xíu nha. Qua bên kia ăn đi. Sao kìa mẹ? Bây giờ mẹ đang làm gì con có để ý không? Chắc chỉ là kiếm cớ cãi nhau với con. Không phải như vậy. Mẹ xin con đó giữ yên lặng cho mẹ đọc sách đi con ngoan nha. Dạ rồi. Ok mẹ yêu. Vì quá lúng túng nên Clarine không thể trả lời ngay với chàng trai được. Thay vào đó là Clarine đã quyết định bật chiếc giường xếp ra một lần nữa. Xin hãy im lặng mà mẹ. Hành động của con gây ồn ào. Xin con bắt đầu đọc sách đó nha mẹ. Con đọc truyện Xin cậu bé bút chì phiên bản mới hả? Cho mẹ xem với. Dạ được. Mẹ ơi. Hả? Hình như đọc
đó được rồi.